tổng hợp những câu nói hay trong anime, phần 2, các bạn cùng mình xem nhé. Khi ta đã lựa chọn con đường của mình, kẻ có thể nói ta ngu ngốc, chỉ có chính ta mà thôi. Nếu bạn nghĩ xung quanh bạn chỉ toàn những kẻ ngu ngốc và vô dụng, thì bạn chỉ là một trong số họ mà thôi. Trên đời này, không ai có thể sống mà thiếu những người xung quanh. Chúng ta cần ngừng sống vì người khác, từ giờ trở đi, hãy sống vì chính chúng ta. Yêu một người là yêu con người hiện tại của người đó và chấp nhận cả quá khứ của người đó nữa. Có lẽ không có gì trên thế giới này xảy ra một cách tình cờ cả, mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Thế giới mà chúng ta đang sống như một hỗn tạp của thanh cao và u tối, hạnh phúc và nỗi đau, vững vàng cùng phù phiếm. Nhưng chỉ cần bạn đang sống, thì điều tốt đẹp chắc chắn sẽ xuất hiện. Hãy tin tôi! Nếu chỉ cần nỗ lực kiên trì thì có thể đạt được vị trí cao nhất, vậy cậu nghĩ thế giới này sẽ có đến bao nhiêu người đứng nhất? Đừng bao giờ đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài của họ. Lý tưởng chính là hiện thực mà chỉ có những kẻ có thực lực mới dám mở miệng nói. Tôi không là ai cả, tôi cũng không muốn trở thành ai, vì tôi là tôi. Những câu nói đùa phải luôn luôn có điểm dừng, nếu không chúng sẽ trở thành lời dối trá. Những người hay cười là những người đau khổ nhất, vì những nụ cười là những giọt nước mắt khô. Tôi muốn nói cho cả thế giới biết rằng tôi không hề ổn một chút nào, nhưng cuối cùng, liệu có ai thèm quan tâm đến tôi? Tôi không nghĩ sự thờ ơ lúc nào cũng là một điều xấu, biết càng nhiều rắc rối càng nhiều. Tôi không muốn làm người khác đau lòng, càng không muốn nhìn người khác phải mất đi người mình yêu thương, sẽ đau khổ lắm. Vậy nên, những chuyện khiến mình sau này phải hối hận, tôi tuyệt đối không làm. Các bạn cảm thấy câu nói nào là hay nhất? Hãy bình luận bên dưới cho mình biết với nhé.